Dạ, tôi Lê kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo về tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đi qua khu vực thị xã Ninh Hòa. Và đây là cái video tiếp theo tôi Lê chia sẻ liên tục về cái tuyến cao tốc đi qua khu vực thị xã Ninh Hòa cho cô chú anh chị và các bạn cũng dễ theo dõi. Và đây là cái cầu vượt dân sinh đi từ xã Ninh Trung lên xã Ninh Thượng của thị xã Ninh Hòa. Cũng như những lời chia sẻ của Tú Lê ở những video trước thì hiện tại em chưa có flycam, cho nên mong là cô chú anh chị và các bạn hãy xem đỡ nha. Tú Lê cũng cố gắng quay cập nhật liên tục những cái tiến độ thi công công trình cao tốc Vân Phong Nha Trang cho bà con cô bác xem. Tuy nhiên thì Tú Lê chưa có flycam. Dạ. Còn đây nó nhỏ không? Còn nãy mình chưa? Dạ. Nếu mà yêu thương kênh YouTube của em thì hãy cho em một đăng ký kênh và một like để cho Tú Lê có cái động lực rất là lớn, to lớn để Tú Lê đi quay chia sẻ những cái thước phim về tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang cho cả nhà cùng theo dõi nha. Dạ, Tú Lê chân thành cảm ơn rất là nhiều. Có thể là những cái thước phim mà Tú Lê chia sẻ thì nó vẫn còn có một vài cái thiếu sót nho nhỏ nào đó mà Tú Lê chưa có nhận ra, thì mong là cô chú anh chị và các bạn hãy bình luận góp ý em để em hoàn thiện hơn trong những cái video tiếp theo. Và đến cái đoạn này thì cũng giống như cái video trước, ở cái đoạn này thì hiện tại mình chưa có liền mạch. Cái đoạn này là cái cầu vượt sông cái sông này nó đổ xuống sông Vinh của thị xã Ninh Hòa. Dạ. Ô, không có quay được đâu anh. Vẫn chưa đi quay được. Ồ, cái đoạn này nó làm khá lâu luôn ha. Mình để chia sẻ rất là nhiều cái video quay cái đoạn này nhưng mà cuối cùng tới đây thì nó vẫn chưa có liền mạch ở cái đoạn này. Chưa gắn nhịp. Chắc cũng sắp xong rồi, cũng còn gắn nhịp rồi. Sông này ở trên thượng, ở trên Ninh Thượng nó đổ xuống, giờ nó chảy xuống dưới cầu Vinh nè. Thì có 3 nhịp nhưng mà hiện tại chưa có gác nhịp. Chắc cũng gần xong rồi, chắc không gần gác nhịp rồi á. Rồi bây giờ mình muốn đi lên tuyến cao tốc thì mình phải chạy ở dưới cái đường dân sinh mà chạy lên lại. Không biết là cô chú anh chị và các bạn có nhớ cái đoạn video này hôm trước. Ở đây bữa trước tại Khánh Hòa mưa lớn quá cho nên cái nơi này nó bị phải dỡ cái đường ra để cho nước sông nó chảy xuống, chứ không là bà con cô bác ở đây nó bị ngập. Rồi Tú Lê phải chạy xuống cái đường dân ở dưới kia, chạy lên trên này mới tìm đường đi lên tuyến cao tốc. Dạ. Đây mấy anh em đang ráp cái rào chống dây sắt. Vậy về đây, bây giờ tôi đã đến cái nút giao của thị xã Ninh Hòa. Dạ. Bây giờ thì mình thấy con đường nó hơi rõ hơn tí xíu rồi nè. Nơi này cũng để đưa những cái tấm giải phân cách đi lên trên đường rồi nè. Các khả năng cũng gần gắn xong rồi. Ngay cái đoạn này thì nó có lộ đường luôn rồi. Dạ.
Đây, tại đây thì có cái đường dẫn, dạ. Bên đó là đường dẫn lên Buôn Ma Thuột. Đây, ở đây gọi là có cái nút giao Hoa Thị, nó gồm có 8 nhánh ra vào tại cái điểm nút giao này. Vừa là nút giao cao tốc Vân Phong Nha Trang, vừa là nút giao của tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, ngay tại cái điểm này luôn, tại cái khu vực của thị xã Ninh Hòa. Về phía trước là cái cầu vượt của tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Vậy có một số cô chú anh chị nói tôi Lê hãy quay lại cái đường tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột, có thể là hôm nào đó tôi Lê sẽ cập nhật nha. Hiện tại bây giờ thì tới đây cũng hơn 3 giờ chiều. Ở đây thì đã đáp giải phân cách cứng rồi nè. Ồ, đứng ở dưới cái cầu nó đẹp quá trời luôn nè. Ờ, cái này có 4 làn xe ha anh. Dạ. Đây để gắn giải phân cách rồi. 2B, cái này bự dữ ạ, 2B. Em không biết là 4 làn xe hay là 6 làn xe. Cầu này chắc em đứng lại em quay cho cả nhà mình xem cái cầu nó bự như thế này nè. Mày công nhận cái cầu này nó bự, cái trụ này nó to đùng luôn á. Anh thấy không con, thấy cái trụ này nó dài bao nhiêu, nó ngang bao nhiêu mét ta? Chắc không phải 3 mét á. To đùng luôn. Cái làn đường mà ở cái nơi này á là đã 32 mét rồi nè. À. Với cái giai đoạn phân kỳ thì là bề rộng làn đường là 17 mét, mà ở cái giai đoạn hoàn thiện thì bề rộng làn đường là 32 mét. Ở đây thì tôi Lê để thấy cái làn đường này nó đã hoàn thiện rồi, 32 mét rồi nè. Khi mà tôi quay trở lại nơi này, nơi cái điểm nút giao tại tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang về thị xã Ninh Hòa, thì nơi này để ráp giải phân cách cứng, gọi là giải phân cách cố định rồi. Hiện tại khi mà đến cái điểm nút giao này á, thì các cái làn đường á, nó cũng đã hiện rõ rồi. Dạ. Gọi là nút giao Hoa Thị. Có 8 làn đường đi ra đi vào. 8 hướng đi. Tố Lê chia sẻ tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang thì Tố Lê không có bỏ một cái đoạn nào hết. Thường là em chạy liên tục, hết video này tiếp tục video khác. Tại nhiều lúc sợ dài quá thì bà con cô bác xem nó cũng ngán, cho nên Tố Lê chia ra mỗi video có thể là 2-30 phút. Chứ Tố Lê không có bỏ cái đoạn nào hết.
Nếu như mà cô chú anh chị mà theo dõi thường xuyên thì sẽ cập nhật được là cái tiến độ thi công của tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện tại nó như thế nào luôn á, rõ luôn. Đây, đến đây thì mấy anh em đang lắp ráp cái tấm chống chói nè. Ồ, quá đẹp luôn hả? Ở đây làm khá nhanh. Nếu tính ra cái video trước mà tôi lơ quay cách đây chắc cũng phải mấy tuần rồi chứ mấy. Mà bây giờ quay lại thì thấy nó có nhiều cái mục nó hoàn thiện thiệt là nhanh luôn. Mấy anh em đang hàng rào chống gia súc. Hàng rào này thì cao 1m6 và có 13 lớp kẽm. Lớp dọc thì 11, mà lớp chéo 2 lớp nó thành 13 lớp. Nhưng mà hình như sau đó thì họ trồng những cái dây leo lên nữa thì phải. Ở một đoạn lúc nãy tôi thấy là có những cái dây leo đang trồng leo lên cái hàng rào chống gia súc này. Cũng rất là đẹp, rất là mỹ quan. Ở đoạn này cái tấm chống chói cũng ráp cũng khá dài rồi. Tính ra thì cao tốc Vân Phong Nha Trang đi qua khu vực của huyện Vạn Ninh thì có chiều dài là hơn 32 km. Qua Ninh Hòa thì 28 km à. Ninh Hòa thì ngắn hơn. Cái tấm chống chói nó ráp quá xe luôn anh. Dạ. Ồ đẹp quá. Ồ cái đoạn này hàng rào chống gia súc đẹp quá hả? Cái này chắc có thể là gần nhà dân quá.
gần tới quốc lộ 26 chưa? Chưa. Phía trước đó hả? Dạ. Mới đi nhanh quá, ở đây họ rác cái chống chói hết rồi. Đây họ để sẵn lên, về chỉ còn rác cái tấm lên nữa là xong. Họ gác lên này đẹp quá. Dạ. Cái đồ điện này bây giờ đi hết rồi. Dạ. Đến đây thì mấy trụ điện cũng để di dời. Về hiện tại thì tuyến đường cao tốc cũng dần dần hoàn thiện. Rất là mừng. Ở đây khi mà họ đưa những cái tấm giải phân cách này lên trên đường thì ở đây để thảm nhựa xong hoàn toàn hết rồi. Thảm xong nhựa lớp 3. Về phía trước là cầu cao tốc vượt qua quốc lộ 26. Đây là cái vị trí ở phía ngoài cầu cao tốc vượt qua quốc lộ 26 thì ngay tại vị trí này sẽ có một cái làn đường tách ra khỏi tuyến cao tốc để đi về hướng của quốc lộ 26. Đây là bên phải của Tô Lê đang đi đây. Phía trước. Ở đây thì nó có một cái nút giao, nó giống như cái hình thoi. Ở đây là một cái nhánh này tách ra để đi về tuyến quốc lộ 26. Đây, nơi mà xe máy anh này anh đang đi nè. Về còn bên này thì từ quốc lộ 26 sẽ có một cái làn đường nó chạy dọc dọc như thế này. Về đến cái đoạn ở phía xe này nó sẽ nhập vào cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Về ở bên kia đầu cầu cũng vậy luôn. Cũng có một cái nhánh từ quốc lộ 26 nhập vào tuyến cao tốc.
về có một nhánh từ tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang tách ra để đi xuống quốc lộ 26. Có thể nói đây là cái nó giống như cái hình thoi á, hình con xì rô á. Dạ. Có hai làn nhập vào và hai làn tách ra. Đây là cái đường tách làn cao tốc Vân Phong Nha Trang để đi về quốc lộ 26 này. Tôi lên hiện tại đi bộ nha, tôi đi bộ lên cầu để quay cho bà con các bác xem. Ở đây để thảm xong nhựa rồi. Đây là cái làn đường tách ra để đi xuống quốc lộ 26 này. Còn bên này tôi lên đi lên cầu. Tôi lơi đang đi hướng từ Bắc vào Nam. Thì nơi này là có cái làn tách ra. Còn bên phải của tôi, bên trái của tôi lơi thì có cái làn đường nhập vào. Bên này. Ở đây thì để được thảm nhựa. Xong rồi. Đây, nhánh này nhánh tách ra phía xe phía trước là nhánh nhập vào cao tốc kìa. Tôi đi lên cầu á, mới quay tiếp. Ở trên cầu để thảm nhựa xong rồi. Đây phía dưới là quốc lộ 26 nối liền từ thị xã Ninh Hòa đi lên Buôn Ma Thuột. Đây cái làn đường này nó tách từ cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Mình nó tách ra, nó chạy dọc để nối tiếp nối với lại cái quốc lộ 26 ngay tại cái vị trí này. Cầu vượt qua quốc lộ 26 nó khá là dài luôn, tôi lên đi bộ mỏi chân luôn á.
Đây, quốc lộ 26 này. Đây là trục đường chính. Các xe đang lưu thông ở dưới cái cầu á. Thì bên tay phải của Tố Lê là cái tuyến đường từ cao tốc Bông Phong Nha Trang tách ra. Sau đó nó hòa nhập vào với cái quốc lộ 26. Và từ cái quốc lộ 26 này sẽ có một cái nhánh tách ra để hòa nhập vào tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang để đi vào Sài Gòn. Đây, đến đây là quý bà con cô bác nhìn nó rõ hơn nè. Đây cái tuyến đường từ quốc lộ 26 mà nó tách ra. Về quê phía bên đầu kia thì nó hòa nhập với cái tuyến cao tốc Bông Phong Nha Trang. Tới đây thì xe tôi lên nó bị lủng cho nên phải vé xe rồi. Tôi lên tranh thủ quay cho nó kịp cho đỡ tối á. Đi bộ lang thang trên cầu đó quay cho cả nhà xem. Tố Lê sẽ đi hết cái đường dẫn của cái đường mà tách từ quốc lộ 26. Đường dẫn này để nhập vào tuyến cao tốc này, để đi vào hướng vào Sài Gòn á. Đây phía trước để đến cái điểm nối nhập làn vào tuyến cao tốc. Về nơi này cũng có một cái điểm tách làn từ tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đây, theo cái hướng xe này sẽ chạy ra hướng của quốc lộ 26 nha. Đây là những tuyến xe mà đi từ Sài Gòn về tới Ninh Hòa mà không có muốn đi trên tuyến cao tốc nữa thì bây giờ phải rẽ theo cái đường dẫn này để xuống Ninh Hòa.
tới đây thì tôi thấy cầu vượt sông Cái này ngay tại khu vực của xã Ninh Xuân này nè, cũng để liền mạch rồi ngang quý bà con cô bác. Khác với ở video trước thì cái nơi này tôi Lê không có đi qua được. Video trước thì tôi Lê phải chạy đường, tìm cái đường xuống ở dưới đường lộ rồi chạy lên xã Ninh Tân rồi mới chạy ra cái đoạn này quay cho bà con cô bác được. Nhưng mà phía trước là mấy anh em đang thi công cho nên tôi Lê cũng hạn chế. Thôi thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở video tiếp theo về tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Bây giờ thì cũng để gần 5 giờ chiều. Thôi thì tôi Lê xin hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở video sau nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều nha. Dạ. Bye bye.